Và đây là cái vùng giáp biên giới với Campuchia nha cô bác. Mình sẽ ghi hình cho cả nhà xem về chùa Tà Ngáo, vùng giáp biên giới Campuchia. Từ phía Campuchia mình nhìn về đây, mình cũng thấy cái núi này nè cô bác. Mình cũng có đi qua bên Campuchia rồi. Mình đi qua chùa Tà Ngáo nhưng mà hôm nay mình đi ngang cái chợ Tình Biên. Quá trời luôn, bữa nay hôm nay xe cô bác ơi, quá đông luôn. Quá đông hôm nay chợ Tình Biên rồi cô bác. Quá cỡ đông luôn rồi. À, thứ bảy với chủ nhật là đông như vậy đó ha. Dạ. Mấy ngày thường của má lai gai anh ơi, có mấy ngày này thì đông. Dạ. Thứ bảy chủ nhật là rất đông. Dạ. Mấy ngày mà, thường thì mình bán lai gai thôi. Mà sao hôm nay thấy nó khác thường hơn mọi khi. Quá đông luôn rồi. Dạ. Tại sao? Bữa nay khách nó đi đông á. Lý do là sao, là Tết của người Campuchia hay là? Dạ, với ngày Tết của người Campuchia nó đi đông á. À vậy. Dạ. Đó ha. À, thì ra là vô cái dịp Tết người ta đi đông hơn nữa. Dạ. Người ta đi tham quan á rồi người ta đi đông luôn. Với ngày Tết của người Campuchia người ta đi ra. Hôm nay quá trời cô bác đến giờ chị em được chợ Tình Biên à. Rồi, mình sẽ ghi sơ qua cho các bác xem cái chợ Tình Biên ngày hôm nay chủ nhật. Đông quá đông luôn. Hai trứng con trời với Lộc Chi Tôn. Những cái dù đẹp quá. Gánh hàng rất là mộc mạc nha cô bác. Đi dạo vòng phía ngoài cho cô bác xem nha. Nghĩa là quá cỡ luôn cô bác ơi, ở phía ngoài. Rồi tí nữa mình đi vào bên trong sau nha cô bác. Hôm nay rất là nhộn nhịp luôn quá. Không biết họ đi chơi Tết hay sao, hay là chủ nhật không biết. Đông quá. Quá đông hôm nay. Cái này
đông như vậy hay làm bữa nào cũng vậy anh? Có thứ bảy chủ nhật. Nghĩa là giống như người ta đi chơi Tết của người Campuchia ha. Mấy chủ nhật trước có đông vậy không anh? Vẫn bình thường như gan vậy ha. Thứ bảy chủ nhật là đông ha. Thằng này hơi khách hơi yếu rồi. Cảm ơn anh. Áp đông nhà. Những cái quầy mắm rất là thơm nha cô, rất là đặc trưng, thơm, rất là thơm, nghe mùi hấp dẫn quá. Ba khía nhiêu chị? Cái đó là nửa ký 90, cái nhỏ ba ký sữa thì nửa ký 60. 90.000 nửa ký. Rồi 90.000 nửa ký. Đây, ngay đầu chợ Tình Biên phía bờ kinh. Rồi lát nữa là mình đi vào sâu vào trong nhà lồng hôm nay coi như thế nào nha các bác. Nãy giờ là mình chỉ ở vòng ngoài thôi. Mua đi ở đâu bán rẻ ngàn thôi, đem trả lại con một con đền 10 cho. Những cái gian hàng khô đẹp quá đẹp, trưng bày quá đẹp luôn cô bác ơi. Tới nữa nha các bác, nãy giờ là mình chưa hết cái vòng ở phía ngoài các bác. Rồi để đến kiếm mua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không á, tại né cái xe đi vòng. Oh, quá trời luôn, cái quầy gian hàng hút nốt rồi, hoành tráng quá. Bà con cô bác thì họ đang đổ vào rất là nhiều nè. Giờ này mới 7 giờ mấy 8 giờ quá, 8 giờ quá đông luôn. Và tiếp tục nữa mình đi vào bên trong một tí cho cô bác xem nha. Mẹ 60 ngàn ký chị đẹp ơi, thử ngọt mua chị ơi. Mẹ không hả? Mẹ nào mua đi cô. Lâu này đẹp cả. Lối này thì mình thấy hơi bị nhạt đường. Rồi bây giờ mình đi ra cái phía chỗ mà đầu tiên mình đi vào nha cô bác. Đến những cái dàn hàng này thì mình chỉ lướt qua cho cô bác xem thôi.
có thể là mùa hè họ đi chuẩn bị mùa hè họ đi chơi ở biển rồi họ tạt ra qua đây luôn, quá đông luôn cô bác ơi. Cô chú ơi, dầu cô là hủ 35 ngàn mà xả thái 12 cây 30 ngàn. Cái này đã 1 ngàn thôi ạ. Ủa mua rồi hả? Kẻ có con lá mà mua. Cả 25 bốn cái 100 nè cô. Đủ màu luôn cô ơi. Giúp làm của ông 50 nè anh ơi. Đồng thái là 50 ngàn nè. Đủ số đủ màu luôn. Đưa đi cô, đủ số cho, lấy số cho. 300 ngàn à. Ba đi dép 100 ngàn một cái gái ơi. Chợ Tình Biên hôm nay vỡ trận luôn quá rồi, quá cỡ luôn rồi. Mà mình thấy thì không phải là người Khmer họ đi nha, người Kinh người Việt không à. Mà hôm nay thì là Tết của người Khmer. Mà mình thấy quá cỡ luôn cái chợ Tình Biên hôm nay. Thank you.
hết hồn. Hết hồn. Ồ, kẹo me, thốt nốt, đủ các loại đặc sản của An Giang. Quay phim này quảng cáo còn chấp ngang trăm ngàn lần nữa. Quay phim rồi mua cho em một tí khô gì đây. Tiếp em tí khô đây. Lớp đi chú ơi. Nhiêu ký? Này bác 150. 150 ha. Rồi cho cô bác biết giá. Cô bán khô đẹp gái vui vẻ. Rồi. Chợ Tịnh Biên. Ngay cái cổng chỗ bãi giữ xe cô bác vô là gặp ha, chỗ nào cũng bữa nào cũng ghé đây. Thứ bảy chủ nhật thôi ha. Vậy thôi đọc số đi bà con, cô bác nào người ta có muốn ấy thì ta cứ alo số mấy. 033 779 879 4816 đây. Rồi. Quay là phải mua đó. Quay là phải mua. Rồi cô bác nào có muốn thì cứ alo mua khô, chị vui vẻ ngay chợ Tịnh Biên. Rồi, ồ đũa luôn nha. Đặc biệt quá. Quay với trời. Quay ra đếm tiền rồi bữa nay là được nhiêu. Chứ vậy. Quá cỡ luôn quậy xe luôn rồi. Rồi bây giờ tiếp theo nữa mình đi qua cái chợ trung tâm thương mại nha cô bác. Cái video này trước thì mình quay là chợ cũ, đây là chợ cũ. Bây giờ mình đi qua trung tâm thương mại nha cô bác. Rồi tiếp tục nữa là mình đi qua những cái gian hàng mắm coi như thế nào quá. Thì chợ Tịnh Biên rất là rộng nha, mình đi không thể nào hết. Với lại bên trong thì chật nha quá, đông bữa hôm nay đông quá đi bị chật chân, nghẹt đường luôn.
Rồi bây giờ mình tìm một cái chỗ quầy hàng mắm nào mà đặc biệt tí xíu mình quẹo vô cho bà con quá xem nha. Rồi, quá trời thốc nốt luôn. Rồi tiếp tới mình đi vào những cái gian hàng mắm cho các bác xem nha. Chị đẹp vui vẻ. Wow. Rồi, mình thấy cái gian hàng mắm trong đây quá cỡ luôn, quá đông, quá đông. Rực rỡ luôn, sắc màu. Bà giáo Lan 36. Mắm 5 miên 6 số 7 luôn. Mắm lên 50 cái gì? Vậy là lại cái khăn là gì? Khăn này là con chùi, chắc không con chùi cho để gì chùi dơ tay gì. Cái lên này 50. Mắm con trao đặc lắm. Mắm trao đặc nữa tí, lên mặt nữa tí. Dạ. Cho cái nhà đưa. Dạ. Dạ. Có giá đó cô. Đó, có để giá hết luôn, có limit giá luôn. Đó, có gắn giá luôn. Nắm thái 180 luôn. Wow. Qua loại 160 nha. Nửa cái thái đây ha. Có nửa cái mắm ruốc. Dạ. Em ơi, nửa cái thái nè em. À, nửa cái linh heo cho. Cô bác ghé vô những gian mắm của chợ Tinh Biên, đặc sản của An Giang. Có chạy mốc rồi á Diễm ơi. Ủa mốc cái gì này nè. Đủ rồi đó. Đây là ngay ra quẹo đó. Cái gì? Không nước tươi á. Không nước tươi ngoài này nè. Ngoài đó ta chặt ta giạt bự trái bự nó phải cắt. Mua gì cô ơi? Cái chị mua thêm mua chị. Của em gái chị mắm lóc ba. Mua thêm chị yêu ơi. 60 nữa thôi. Ủa mua tại bán mắm ăn cơm ngon lắm mấy chị ơi. À, mắm ăn cơm ngon lắm. Giá thì có im sẵn nha, đây cô bác mắm lóc nè, 140 nè. Rồi mắm cút là 120 nè. Mấy cô ơi, tôi chặt nó thái được rồi, mấy cô ơi. Cái cút khô đâu, thái nhà cái cút đâu. Này là bắn không cậu. Những gian hàng mắm, những gian hàng mắm coi như là đặt luôn rồi quá, dày đặt luôn, rất là đông người đến mua, biết kỳ luôn. Mua
200 300 nó chị ghé mua đây chị, đang xa chó thôi, mắm chó, mắm lóc, mắm thai thì còn mắm hơn cậu ơi. Một bên là mắm, một bên thì là mẹ. Má lên đi cô, lên sạc chó con, mắm lóc, mắm thai đi cô. Mắm hơn con. Cô ơi, lấy vỏ hết vỏ. Cháo ra 40 ngàn ký nữa. Nó mua ở đâu rồi? Em gái xinh đẹp bán quầy mắm bà Giáo Hương, năm con số 1 nha. Ngoài bán hiệu giới thiệu dùm nha anh ta. À, bên đây là me nha cô á, me đây mây nè, những cái mây nè. Lành dữ vậy trời. Người đẹp. Rồi, tiếp tục nha, mình đi qua bên kia coi. Đường nào, mình thấy đường nào cũng kẹt hết trơn. Đúng rồi, thêm 15 ngàn này đi, 15 ngàn này đi. Lấy thêm ký này nữa ha. Nó ngon, ra về ăn ngon cũng vậy à. Me lào là me đậu hộp hết cô. Giá thêm 5 ngàn. Me đó chứ lớn này, ngon là trái nhỏ. Me đó chứ lớn này, ngon là trái nhỏ. Me đó chứ lớn này, ngon là trái nhỏ. Me đó chứ lớn này, ngon là trái nhỏ. Me đó chứ lớn này, ngon là trái nhỏ. Me đó chứ lớn này, ngon là trái nhỏ. Me đó chứ lớn này, ngon là sáng giờ đó hả? Bán giờ này mới đến tiền, ngồi vô. Không kịp sắp tiền luôn ha. Ngồi vô giờ này mới đếm lại nè. Thứ bảy với chủ nhật là đông như vậy đó ha. Dạ. Mấy ngày thường cũng bán lại gai anh ơi, có mấy ngày này thì đông. Thứ bảy chủ nhật là rất đông. Mấy ngày mà, thường thì mình bán lại gai thôi. Mà sao hôm nay thấy nó khác thường hơn mọi khi. Quá đông luôn rồi, dạ. Tại sao? Bữa nay khách nó đi đông á. Lý do là sao, là Tết của người Campuchia hay với là... Với ngày Tết của người Campuchia người ta đi đông á. À vậy dạ. Đó ha. À, thì ra là vô cái dịp Tết người ta đi đông hơn nữa. Dạ, người ta đi tham quan á, người ta đi đông luôn. Với ngày Tết của người Campuchia người ta đi tham vui á, người ta đi trên nãy thì đông lắm. Rồi, cảm ơn em. Rồi em đi nha. Dạ. Cái anh trên vậy. Lộc gì? Lộc Chi Tôn. Dạ. Ý hình như có quay đây mấy lần rồi nè phải không? Đúng rồi. Dạ. Lộc Chi Tôn. Dạ. Vì hai anh em quen. Rồi. Cảm ơn anh. Quay đây có em mấy lần sầm em nè. Đúng rồi. Dạ. Rồi em đi nha. Dạ. Cảm ơn em. Rồi tiếp theo nói mình đi vào cái chợ quần áo nè cô bác. Lúc nãy thì mình quay qua cho cô bác xem cái những gian hàng mắm thôi. Hello. Đừng quay giùm rồi mình đi tiếp vào những cái quầy quần áo. Rồi mình đi thẳng ra phía sau luôn nha cô bác. Nữ mà tới đây số vậy. Chợ số lớn, ý quần cao hơn. Nữa hả? Đi ở đây ra bên đó. Hả? Đi hả? Vòng vòng hả? Vậy thôi mày dắt đây nè. Hai cái trong ngưỡng em của Nam rồi. Hello. Mình gặp nhau nữa. Nãy
hả? Chị nói chị mua cho Nam. Chị hả? Chị cho lấy này đi. Cái này không thì canh tư rồi. Đó. Trời ơi. Vậy gì chị cho 80. Chị đẹp ơi, chị đẹp. Hoa. Đủ các loại chanh nồ, đủ các quả luôn coi. Hả? Đi đi rồi. 15 cái là 30. Từ đây. Để đây đây cái hôm đó con cháu bông đen bơi. Con cháu bông đen. Luôn, có món ngực luôn chị, có ngực 70.000 cái, 3 cái 200. Đây này số 5 là cô ơi. Cô muốn gì coi đi cô ơi. Rồi tiếp tục nữa thì mình đi ra phía ngoài nữa nha cô bác. Thì cái video trước thì mình có quay là phía ngoài của chợ, rồi mình đi vào cái chợ mắm, rồi bây giờ mình đi vào chợ vải, mình đi ra quần áo thì mình đi ra lại nha cô bác, quá cỡ luôn. Cô đâu mà dám giùm con nha. Ngoài đây có sợ gì cỡ đông lắm. Chuyện chính. Muốn cái chăm dẫn ba cái chăm con ra nó thử con này nhiêu. Lên. Lên nha. Rồi bây giờ mình đi qua bên cái chợ thương mại cho các bác xem cái nữa nha. Và đây thì mình cũng xin dừng video ở chợ Tịnh Biên mà chợ cũ. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái phía và bên chợ thương mại cái nữa cho các bác xem. Để mình đi qua chợ thương mại cái xem sao nha các bác. Quá cỡ luôn không, càng ngày càng đông quá. Càng ngày càng đông luôn. Wow, quá cỡ luôn. Cửa khẩu từ quốc tế Tịnh Biên thì mình thấy là cũng rất là đông nha cô bác. Hôm nay quá đông luôn. Đặc biệt quá, và kia quá thơm, thơm lắm nha cô bác. Quay lần trước thì có cái thương hiệu của anh ba lần trước thì em quay. À, bảo anh luôn. Dữ luôn. Đây có thể là cái chợ ba bò của Tịnh Biên nha cô bác. Trung tâm chỗ này là bán bò. Wow. Rồi mình đi sơ ngang qua chợ Bách Hóa cho cô bác xem là buổi trưa hôm nay nha. Đây là phía đầu ngoài của chợ rau. Mình đi sâu vào chợ cá luôn nha cô bác. Đây là phía ngoài thôi. Đây khá là đông.
cũng khá là rộng cho nên mình chạy xe luôn nha cô bác. Rồi bây giờ mình đi đến cái đầu chợ cá rồi. Buổi trưa thì mình thấy chợ cá nó vắng hơn, đa số là họ ở phương xa đến họ đổ về mua sắm thôi. Rồi mình đảo một vòng nữa ra ngoài đầu chợ cửa khẩu nha cô bác, trung tâm thương mại. Phía bên trung tâm thương mại thì bán đồ ăn thôi, bán đồ ăn rau củ quả thôi, thì cách nó ở phương xa đến thì họ ít có đến với đây. Họ chỉ đa phần là họ đến mua mắm rồi mua sắm quần áo này kia các thứ thôi. Và đến đây thì mình đến cái chùa Tà Ngáo nha cô bác. Trước cái chùa Tà Ngáo thì có một cái chợ bò, chợ biên giới, chợ bò. Wow, wow, quá cỡ luôn, cái cổng đẹp à. Rồi bây giờ mình đi vào cái chùa Tà Ngáo hôm nay cho cô bác xem nha. Giờ này thì chưa có khách. Và mình quay sơ cho cô bác xem cái chùa Tà Ngáo. Những không gian để họ đón Tết đây, họ làm rất đẹp để mà vui chơi những ngày Tết này, còn rất là bản sắc nha cô bác. Ở đây là chùa Đồng cô bác. Hôm nay là chính thức họ vào lễ hội Tết của họ. Để đi dành cho cái nhà xem cái lễ hội. Anh đi ngay mình luôn. Ngày mai đông hay là chiều nay đông? Hai ngày nữa mới đông hả? Chứ ngày mai cũng chưa đông đâu hả? Vậy là hai ngày nữa mới đông. Có đi rước kiệu vòng vòng không? Có. Đầu cô bác đổ vô từ từ để họ chuẩn bị cho lễ hội.